Đấu La Lục phần 2 tập 560, Hoắc Vô Hạo, Hồn Đạo Sư đối chiến phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Tiền Dương Thiết, Colem và liệu bên trong phần lớn đều là sử dụng ra một chút kim loại mật độ cao, kim loại hiếm cũng là dùng công nhiều. Hoàn thành rồi hay sao? Cao Đại Lông đứng ở đối diện thử thăm dò lên hỏi. Đúng vậy, Cao Huynh cũng là đã sớm hoàn thành rồi. Vô Hạo cái là mỉm cười, hướng về Cao Đại Lâu gật đầu. Hừm, vậy chúng ta cùng đi sao sản phẩm ra đi. Cao Đại Lâu đẩy lòng hiếu kỳ đi tới Vô Hạo, chủ động muốn giúp hắn đẩy xe. Vô Hạo cũng là không ngăn cản, tùy ý để cho hắn đẩy xe của mình. Đem hồn đạo khí đã là hoàn thành chế tác sạ đặt ở trên đuôi. Hồn đạo khí chế tác xong cũng là gần sao cho ba vị trọng tài kia, trước tiên do bọn họ tiến hành phỏng đính. Cao Đại Lâu chế tác ra cũng chỉ là một chủng loại hồn đạo pháo. Dù sao thì ngày hôm nay thi đấu là tiến hành đối kháng, hồn đạo khí công kích hiển nhiên là hữu dụng nhất. Nếu không thì làm cái hồn đạo khí phòng ngự so đấu với chính là so hồn lực cũng là mạnh yếu. Chấn đăng pháo cấp 4 mang vào hiệu quả phát nổ rất tốt, hồn đạo khí cấp 4. Ba vị trọng tài nhìn hồn đạo pháo của Cao Đại Lâu, sau đó là đưa ra đánh giá. Sau đó bọn họ mới là nhìn thấy hồn đạo pháo trên đùi của Vũ Hạo. 5 phút đồng hồ sau đó, khô khô, thiểu hữu, cái hồn đạo pháo này là có tác dụng gì, kết cấu có chút là đặc thù. Vũ Hạo mỉm cười liền nói, ta cũng là làm một hồn đạo khí cấp 4, coi như là cùng loại với cao bạo hồn đạo pháo đi, chỉ là dùng một chút thủ pháp chế luyện ra đặc thù mà thôi. Ba vị trọng tài bàn luận xôn xao một lúc, sau đó trọng tài trưởng nhìn về phía hai người liền nói, các người chế luyện ra đây là hồn đạo pháo công kích cấp 4, rất là khó phản định được ai ưu ai kém, đề nghị các người tiến hành một cuộc đối kháng. Tôi cuối cùng mới là quyết định thắng bại. Dù sao đối với hồn đạo sư mà nói, chiến đấu cùng sử dụng hồn đạo khí đều là quan trọng. Tốt, Cao Đại Lâu sảng khoái đáp ứng. Đối với hắn mà nói, kim loại hiếm thì là lực hấp dẫn tất nhiên là rất lớn, nhưng loại phương thức chế luyện ra hồn đạo khí của Vũ Hạo lần đầu thấy qua cũng có là lực hấp dẫn chí mạng. Sự tình huống như vậy, hắn tất nhiên là nguyện ý chính diện thử một chút uy lực của hồn đạo pháo của Vũ Hạo. Trọng tài trưởng trầm giọng liền nói, quy tắc tranh tài ta muốn nói một chút. Các người ở thời điểm đối chiến lần nữa chỉ là có thể sử dụng ra hồn đạo khí mới là vừa hoàn thành chế luyện. Hồn lực cũng là có thể tự do sử dụng, nhưng không được sử dụng bất kỳ hồn đạo khí cũng như là hồn đạo khí nào khác. Một khi vận dụng những hồn đạo khí phòng ngự, vậy thì coi như là thua trận đối kháng. Dĩ nhiên thì mạng chỉ là có một cái, thắng bại dĩ nhiên là quan trọng, nhưng giữ được cái mạng nhỏ của mình cũng là cực kỳ quan trọng. Vâng, Cao Đại Lâu liền đáp. Trong tài trường nhìn về phía của Vũ Hạo, ánh mắt rõ ràng là ngưng trọng hơn một chút. Vũ Hạo sắc mặt bình tĩnh hẳn, liền nói, ta cũng hiểu rồi. Tốt, người đâu, đưa bọn họ tiến vào trong lời đối kháng. Lập tức có mấy người khác tới đây, dẫn hai người đi tới phía hai đầu vũ đài đối kháng. Trần Huynh, mới vừa rồi là cái tên thanh niên ngồi xe lăn, chế luyện ra hồn đạo khí vẫn là công tầm thường, ngươi có nhìn ra cái gì hay không? Vị trọng tài ngồi phía tay trái, thấp giọng liền nói, trọng tài trưởng trầm giọng nói tiếp. Rất là không tầm thường, nếu như ta không nhìn lầm, hắn hẳn là đem một chút phương thức chế luyện ra cơ quan dung nhập vào hồn đạo khí của mình, hòa hợp cùng với trận pháp trọng yếu. Trong hồn đạo khí, pháp trận trọng yếu là dùng viên dương thiết kia để chế tạo ra. Đúng là phương thức luyện chế ra cao bạo đạn pháo trận trọng yếu, nhưng cũng là có chút khác nhau. Bản thân không đối hợp phối hợp với pháp trận bắn ra, cũng không có tụ lực pháp trận. Nếu dùng viên dương thiết kia chế tạo ra trọng yếu pháp trận, thì là có thể trở thành hồn đạo khí cấp 5 đó. Vì trọng tài phía bên trên trái liền nói, đối với đối kháng rồi nói sau, tên Cao Đại Lâu kia cũng là không đơn giản, hắn có đao trong nhóm bảng khác, ai thắng ai thua cũng là rất khó nói. Trọng tài trưởng kẽ là mỉm cười liền nói, xem ra trong cuộc thi biên tịch thủy minh này, chúng ta xuất ra nhân tài ưu tú thật sự là cũng không ít. Ừ, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta lên là xin chỉ thị phía trên, xem có thể kéo một số người gia nhập hay không, hai kẻ vừa nãy cũng là không tệ, về sau lên trả rõ vài phần lý lịch. Vũ Hạo và Cao Đại Lâu tiến vào trong vùng đối kháng hẹp hai. Ngoài trường đấu, tâm trạng khán giả nhất thời là cũng trở lên phấn khởi. Phía trước mặc dù là cũng là có không ít hồn đạo sư giao phó tác phẩm, nhưng đại đa số đều là do trọng tài phán định thắng hay bại. Vũ Hạo cùng với Cao Đại Lâu là trận đấu đối kháng đầu tiên trong ngày hôm nay. Chế luyện hồn đạo khí đối với một ít sân cờ bạc mà nói cũng mặc dù là cũng có thể là thỏa chí tò mò, nhưng bất luận là như thế nào cũng không thể so sánh với thực chiến. Đây chính là nguyên nhân vì sao cuộc so tài đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh đại tái lại hấp dẫn như vậy. Một kẻ ngồi ở xe lăn, một tên có đao trong nhóm bảng khác, cuộc tranh tài này phải là đặc sắc. Trong lúc nhất thời, vốn kim sắc đại sảnh đang là an tĩnh trở lên huyền náo, nhất là những kẻ đặt cược trên người của Cao Đại Lâu và Vũ Hạo lại càng không nhịn được mà lên bàn tán xôn xao ầm ĩ. Cao huynh, ta tên là Đường Ngũ, bất luận là hôm nay thắng bại như thế nào cũng rất hân hạnh được biết người.
Vũ Hào hướng với Cao Đại Lộ khẽ cười rồi nói: "Cũng nói thẳng ra, mình dùng tiên xà để tham gia Minh Đồ Hồn Đạo Sư tinh anh đại tái." "Đường Ngũ, huynh đệ, ta đối với hồn đạo khí kia của người rất là tò mò. Chờ sau khi cuộc tranh tài này kết thúc, có cơ hội ta mời người uống rượu, chúng ta trao đổi một chút." Cao Đại Lộ về mặt là phấn khởi lên nói: "Được rồi." Vũ Hào nhảy miệng cười. Trọng tài trưởng lúc này cũng là tiến vào đến trong vùng đối kháng. Chỉ có điều vị trí quán đứng lên là một cái bình thái cao hơn là sàn đấu. Đây là tranh tài trong thế giới ngầm, cũng không có nhiều quy tắc, chết thì là càng không cần phải nói, quá là bình thường. Trọng tài chẳng qua là tới phán định thắng bại, không đi ngăn cản tình huống phát sinh. Các người cũng là chuẩn bị xong chưa? Trọng tài trưởng trầm giọng lên nói. Chuẩn bị xong rồi, Cao Đại Lâu lớn tiếng nói. Vũ Hào cũng là gật đầu một cái. Trận đấu bắt đầu, người thắng quả vòng. Kèm theo tiếng quát to của trọng tài trưởng, Cao Đại Lâu cùng với Vũ Hào đồng thời giơ tay lên. Hồn đạo pháo trong tay của Cao Đại Lâu thân mình là nhàn nhạt ngân bạch sắc, đó là vì dùng kim loại hiếm tinh luyện bằng bạc thánh. Chỉ cần thấy quang mang nhu hòa ở trước mặt, hồn áo khí đã là di động rồi. Kiểm nghiệm hồn sư có sử dụng ra hồn kỹ hay không thì là biện pháp tốt nhất là gì? Chính là nhìn có hay không buông thả vũ hồn. Hồn lực phải là được vũ hồn chế ước, không buông thả vũ hồn, hồn lực có thể sử dụng giống nhau. Vì vậy, Cao Đại Lâu căn bản là không thả ra vũ hồn của mình. Vũ Hạo cầm trong tay hồn đạo pháo đài cũng giống như vậy. Một tầng quang mang hỗn hợp là màu đỏ nhạt, có hơi thở nóng bỏng đã bắt đầu là dần tụ ở hồn đạo pháo trong tay. Kim sắc đại sảnh mới là vừa rồi, còn huyên náo lập tức là một lần nữa trở về yên tĩnh. Từng ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú hai người ở trong sân. Loại so đấu trực tiếp hồn đạo khí này rất có thể sau một hồi, hai lần công kích có thể là có thể phân ra thắng bại rồi. Hồn đạo pháo trong tay của Cao Đại Lâu, thời gian bổ sung năng lượng rất là ngắn. Một đàng quang cầu phát ra ánh sáng trắng mang theo từng vết màu bạc, quang thải gào thét bay ra, bắn nhanh tới Vũ Hạo. Lúc trước trọng tài đã nói đạn chấn động bắn ra mang vào hiệu quả phá nổ. Đạn pháo lớn nhỏ được kính là chừng một thước, lựa chọn vị trí trung ương khóa cứng đối phương Vũ Hạo. Mà người xem ra, phương thức ứng đối của Vũ Hạo chỉ có thể là phản xạ hồn đạo khí của mình công kích, để cho năng lực công kích hai bên va chạm chính giữa, sau đó triển khai so đấu lại. Cả bao hồn đạo pháo trong tay của Vũ Hạo đúng là được bắn ra, nhưng mà ngoài dự liệu chính là một đoàn quang cầu màu đỏ sậm phi hành kế sát đất, cùng với đạn chấn động, Cao Đại Lâu bắn ra lần lượt xét qua, hướng phía của Cao Đại Lâu bay đi. Hoành tráng, đây là muốn lưỡng bại cầu thương, xem phương thức chiến đấu ai là thiện chiến hơn. Cao Đại Lâu xuất thủ trước, đạn chấn động bắn ra cũng tới trước của Vũ Hạo, chọi cứng. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt mọi người là cũng mới mở lớn ra, mọi người nhìn chăm chú vào Vũ Hạo. Hắn nhanh chóng di chuyển xe lăn, không ngừng biến đổi vị trí. Đạn chấn động bắn ra bởi vì đã là khóa vị trí của hắn, tự nhiên cũng là đi theo vị trí biến hóa của hắn. Người sáng suốt có thể thấy được, Vũ Hào chỉ là dùng đúng tay phải của hắn giống như là cơm có một loại ma lực, không ngừng là đẩy ra hút vòng phòng hộ hai bên, do đó có thể làm cho xe lăn di động. Hơn nữa, cực kỳ là tinh chuẩn, luôn có thể tránh đạn chấn động bắn ra. Đạn chấn động bắn ra động lăng là hạn, tất nhiên là có thể khóa, nhưng nếu như thời gian dài, động lực biến mất nó cũng chỉ là có thể bổ lổ tung mà thôi. Cũng là khi mà nó lổ tung ra, chớp mắt một cái, tay phải của Vũ Hạo hướng nó làm ra một cái động tác, sau đó là đột nhiên vùng về phía sau. Hắn cũng là xe lăn lé qua, vô lúc tránh khỏi vụ nổ của viên cụ đạn pháo kia, chỉ nghe ầm một tiếng thật là lớn, đạn chấn động lổ ra ở phía sau hắn ba thước, sóng chấn động mạnh mẽ lan ra lại là càng thôi động hắn trượt về phía hướng của Cao Đại Lâu. Lẽ tránh đông hoàn toàn là hiệu quả phát nổ. Hiệu quả chấn động chỉ là có một phần rất ít tác dụng lên trên người của hắn. Màn lẽ tránh hấp suất này có thể nói là kỳ diệu vô cùng. Ai có thể nghĩ đến thân là một gã tà tật ngồi ở trên xe lăn, Vũ Hào lại là có thể sử dụng phương thức này đối kháng với hồn đạo pháo của Cao Đại Lâu. Kể cả là một người bình thường cũng là dường như không thể nào làm được. Cao Đại Lâu bên kia căn bản là không có thời gian xem tình huống của Vũ Hào bên này. Mắt thấy Cao bạo đạn bay đến, hắn cũng là không có bản lãnh lẽ tránh của Vũ Hào. Chấn động pháo trong tay lại là bắn ra, cách nơi mình đứng chỉ là có hơn 10 thước cùng với Cao bạo đạn chính diện va chạm. Ầm một tiếng, khí lưu nóng bỏng trong nháy mắt là lỗ tung, luồng kinh khí xa đến là hơn 2 thước cũng là bùng tỏa ra. Cao bạo lâu là hoảng hốt, nhanh chóng lùi về phía sau, cố gắng tu hồn lực đối kháng với 3 vụ nổ, nhưng mà dù vậy vẫn bị bắn bay ra bên ngoài, giáng lên hồn đạo bóng vòng bảo vệ, cách đó là không xa. Này, đây là cấp hồn đạo khí hay sao? Phải biết sáng. Đạn chấn động bắn ra, bản thân cũng là có một chút tác dụng phòng ngự.
Sóng chấn động mãnh liệt bạo ra có thể là hóa giải các loại thế công thật là lớn, có thể nói là phòng công phòng nhất thể. Cho nên Cao Đại Lâu mới là chọn chiến lược ra chấn động pháo. Nhưng mà uy lực của Cao Bạo Đạn này cũng quá là lớn đi, sợ rằng cũng phải là tới uy lực của Cao Bạo Đạn cấp 5 vậy. Bên kia Vũ Hạo cũng là bị lâm vào cảnh kiếp sợ. Đạn chấn động Cao Bạo Đạn Lâu bắn ra ở sau lưng của hắn cũng là lỗ tung. Đối với hắn mà nói, sóng chấn động xót lại đúng ra không đáng kể chút nào, chỉ có thể thôi động thân thể của hắn ở về phía trước. Có hồn lực bảo vệ, Vũ Hạo tự nhiên là hẳn là không bị chút ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà thời điểm sóng chấn động kia chân chính rơi vào trên người của hắn, hắn lập tức là cũng là cảm giác được có điểm không đúng. Một loại cảm giác khó có thể hình dung trong nháy mắt là truyền đến khắp toàn thân. Vũ Hạo chỉ là cảm thấy trái tim của mình trong phút chốc dường như là ngừng đập, hết thảy xung quanh tất cả đều là trở lên chậm lại, hô hấp hơi thở cũng là trong tích tắc dừng lại. Loại cảm giác khó chịu này giống như là trong nháy mắt biến thành một thi thể chết vậy. May là loại thống khổ này chẳng qua chỉ là kéo dài một giây đồng hồ, hắn liền là khôi phục lại bình thường. Nhưng cho dù là như vậy, hắn mới vừa chuẩn bị tụ lực ca bạo hồn đạo pháo lần nữa là đã bị cắt đứt hoàn toàn, nhất định phải là một lần nữa điều động hồn lực mới được. Điều này sao có thể, đạn chấn động bắn xa từ khi nào có hiệu quả như vậy? Không đúng, không đúng. Vũ Hạo thay đổi ý nghĩ thật là nhanh, trong đầu trong nháy mắt là xuất hiện ra chuôi đao khắc ngầm đen chất phát tự nhiên. Vũ Hạo chịu ảnh hưởng của vụ nổ này cũng phải là bỏ lỡ thời cơ tốt nhất truy kích Cao Đại Lâu. Uy lực Cao Bạo đến kết thúc, Cao Đại Lâu mặc dù là mặt mũi dính đầy đất nhưng cuối cùng cũng là không bị đả thương. Hai người cùng nhìn đối phương, ánh mắt tràn đầy vẻ kiếp sợ. Người chế tác ra hồn đạo khí cấp 5. Cao Đạo Đại Lâu về mặt là kiếp sợ liền nói, dường như quên mất hai người đang trong cuộc tranh tài. Vũ Hạo lắc đầu liền nói, cấp 4, hồn đạo khí công kích cấp 5 chỉ là có một cái trọng yếu trận pháp, làm sao chúng đỡ được, không phải là người xem ta làm hay sao? Nhưng Vũ Hạo nhàn nhạt nói tiếp, sau khi cuộc thi kết thúc, trò chuyện sau. Tốt, Cao Đại Lâu thống khoái đáp ứng, tay run lên, chấn động hồn đạo pháo trong tay là tiếp tục bắn. Đối với hồn đạo khí của Vũ Hạo, hắn cảm thấy kiếp sợ nhưng cũng là không có nghĩa là sẽ là nhận thua, phần thường chính là rất nhiều kim loại hiếm. Vũ Hạo khẽ là mỉm cười, tay phải giơ lên, hồn đạo pháo trong tay đồng thời cũng bắn ra, nhưng mà lần này không còn là xẹt qua đạn chấn động mà là làm đón đánh trực tiếp, lấy năng lực tinh thần dò xét cường đại, muốn khóa hồn đạo pháo của đối phương quá là dễ dàng, căn bản là không có khả năng thất bại. Đạn pháo hai bên đồng thời là bay ra khỏi lòng súng, dường như ở vùng đất trung ương một lỗ tung. Nhất thời thì ánh lửa kịch liệt là che đậy tầm mắt của hai người, lực chấn động kinh khủng cùng với năng lượng ba động nhảy chồm tứ tán, đánh sâu vào hướng của hai người bọn họ. Vừa lúc đó, Cao Đại Lâu đột nhiên là cảm giác được tinh thần mình hoảng hốt, trước mắt hòa lên một mảnh, không biết tại sao, đột nhiên cảm giác mình xác định sai vị trí, theo bản năng quay người trở lại, điều chỉnh phương thức của mình, sơ tay bắn ra một pháo. Với tu vi của hắn, khống chế hồn đạo khí cấp 4, mặc dù không thể nói là hoàn toàn thất phát, nhưng mà thời gian chuẩn bị quả nhiên là không cần quá lâu. Sau đó, khi thật là không có sau đó, ầm một tiếng lổ vang kịch liệt, chấn động mãnh liệt trong nháy mắt là đem thân thể của Cao Đại Lâu cắn nuốt, cả người hắn hoàn toàn lâm vào trạng thái tê dại, lực lổ kinh khủng đem hắn chấn thiên làm bắt đáo. Hắn hoàn toàn dính vào trong vòng hộ, máu trong cơ thể của hắn trong nháy mắt là ngừng chảy.